Sao Bằng Nhật xin chào các bác. Em lên sóng tiếp một con bếp nướng của Nhật nội địa, điện 100V. Một cái chiếc bếp nướng mà bên Nhật họ rất hay dùng, mà em cảm thấy dùng nó cũng rất là tiện. Có thể nướng các cái đồ khô, khoai, sắn hay là gà, qué, cá được hết. Con này nó nướng bằng đèn halogen. Đèn trên hai đèn các bác nhé, một đèn trên, một đèn dưới. Tình trạng lò thì còn khá là đẹp. Kích thước thì chiều ngang này nó vào khoảng chắc tầm gần 40 phân, gần bằng hai viên gạch. Chiều sâu này thì vào khoảng chắc 30 phân. Có điều chỉnh núm, điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh thời gian. Lưới trong là bằng inox hết. Chắc là bên Nhật dùng cũng rất ít thôi, không dùng nhiều. Inox. Con này sử dụng điện 100V các bác nhé. Thông số của nó đây. 1300W. 1300W nhé. Sản xuất năm 2015. Đấy, điện 100V. Tình trạng thì còn rất là mới. Bây giờ sẽ cắm điện cho các bác test thử nhé. Điện 100V các bác ạ. Cái này 5 phút, 10 phút này điều chỉnh nhiệt độ 160, 180, 200, 250 độ. Rất đơn giản thôi. Đây họ có các cái hướng dẫn các cái món ăn này. Đây mình sẽ dịch ra được các cái món gì, bao nhiêu nhiệt độ, bao nhiêu và bao nhiêu phút. Cái này các bác nào nhà hay ăn mực, hay ăn cá chỉ vàng, nướng ngô khoai rất là tiện. Đấy, nướng lại các cái đồ thức ăn hoặc là các cái đồ khô mình nướng rất là thích luôn. Nướng chim câu, chim sẻ, các thể loại được. Đèn halogen các bác nhé. Hàng dưới hai đèn này, hai đèn rực nhé. Hàng trên một đèn, trên một đèn, dưới hai đèn. Tổng cộng là 3 đèn halogen, công suất là 1300W. Tình trạng lò thì còn rất là mới. Chiếc này em bán là 1 triệu nhé. Giá 1 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Kính thông suốt nhìn ở bên trong này. Cái chất lượng các cái lò nướng của Nhật này thì đương nhiên là nó, cái đèn bóng của nó tốt hơn các cái lò nướng tàu rất là nhiều rồi. Chắc chắn là tốt hơn đồ tàu rồi. Chào các bác.